này ở trong khách sạn nè, mình nó có cái hồ ở giữa người ta nuôi cá. No, mình gia đình là khoái đi đi chơi là đi với cái khách sạn này, Embassy Suite. Đứa nhỏ nó khoái ăn sáng người ta cho ăn. Mình nó đang còn nhai ngậm. Cá coi.